Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Hơn 60 năm trước, tại Thái Lan, có một người đàn ông đã trở thành một phần của văn hóa dân gian và được nhắc nhiều trong phim, sách ở nước này khi bị cho là thủ phạm giết chết hàng loạt trẻ em và cũng là kẻ ăn thịt người ghê rợn. Tên người đàn ông đó là Siwe Seon, hay còn gọi là Siwe. Siwe sinh năm 1927, tên thật là Hoàng Lợi Huy, người gốc Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 19 tuổi, Siwe một mình đến Thái Lan kiếm sống. Và vào thời điểm đó, không ai nghĩ rằng một người như vậy sẽ trở thành kẻ sát nhân khét tiếng ở Thái Lan trong hơn một thập kỷ. Cũng từ đây là Siwe có biệt danh ác quỷ giết người ăn thịt, hay còn được biết đến là ông kẻ chuyên làm hại trẻ con. Đối với người dân Thái Lan, ở một mức độ nào đó, Siwe đã trở thành biểu tượng của tội ác và gọi hắn là ông kẻ. Vì vậy, những gia đình có con nhỏ thường hay dọa trẻ rằng nếu như không nghe lời thì sẽ bị ông kẻ Siwe bắt đi. Thế nhưng, thật sự Siwe là người như thế nào? Tại sao hắn ta được xem là biểu tượng của tội ác? Năm 1946, Siwe đến Thái Lan sống một mình và tìm được một công việc làm vườn. Trước khi đến đây, hắn ta tham gia chiến tranh chống Nhật. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Siwe sang Thái Lan bằng đường thủy trên một con tàu chở hàng và làm nhiều công việc chân tay. Bằng cách này, Siwe đã bắt đầu cuộc sống mới như một người dân bản địa thực thụ. Chẳng bao lâu, cuộc đời Siwe đã rẽ sang một hướng khác. Vào một buổi chiều năm 1958, một cậu bé 8 tuổi tên Sombun Bunyakan đã đến vườn cây tại tỉnh Rayon, miền đông Thái Lan, nơi Siwe đang làm việc để mua ít rau. Không lâu sau, gia đình Sombun không thấy cậu bé trở về nên vô cùng lo lắng. Bố Sombun đã đến vườn rau để tìm con trai thì bắt gặp Siwe đang chuẩn bị đốt một đống cành cây và lá khô. Trong đống lá khô đó, người bố tá hỏa khi phát hiện xác của con trai mình. Nhiều năm sau, bố mẹ Sombun vẫn tin rằng chính Siwe là kẻ đã giết con mình. Thậm chí hắn còn mổ bụng và ăn nội tạng của cậu bé. Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra và truy tìm lại, đã phát hiện những vụ việc tương tự xảy ra ở các khu vực khác trong vài năm trước. Vì vậy, Siwe đã bị bắt giam với cáo buộc bắt cóc và giết chết ít nhất 6 trẻ em tại một số tỉnh ở Thái Lan từ năm 1954. Trong đó, đứa trẻ nhỏ nhất 5 tuổi, đứa trẻ lớn nhất 11 tuổi. Siwe bị cảnh sát bắt và xử bắn vào tháng 9 năm 1959. Trong cuộc thẩm vấn trước đó, Siwe thừa nhận giết Sombun. Một số tài liệu cho rằng trong các vụ án trước, Siwe đã ăn thịt các nạn nhân. Hắn ta thừa nhận hành động này và cho biết việc ăn thịt người có thể giúp hắn trẻ ra. Về việc nhắm vào đối tượng là những đứa trẻ, Siwe nói rằng chúng dễ mắc bẫy và dễ bị giết hơn. Trong một số tài liệu điều tra của Thái Lan cho biết, lần đầu tiên Siwe ăn thịt người là khi chiến đấu với quân đội Nhật trong Thế chiến thứ hai. Khi bị lính Nhật bao vây và không có thức ăn, hắn đã ăn thi thể đồng đội tử trận để tránh đói. Sau cái chết của Siwe, một trường y đã đề xuất sử dụng cơ thể của hắn để nghiên cứu khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên sau đó chính quyền quyết định biến thi thể Siwe thành xác ướp, bôi sáp cứng lên trên và trưng bày trong tủ kính của Bảo tàng Khoa học Pháp y của Bệnh viện Sirirai ở Bangkok. Sau này, nhiều người cố gắng tìm hiểu và phân tích lý do tại sao Siwe lại trở thành một con quỷ như thế. Một số người nói rằng vì sinh ra trong thời chiến tranh đã khiến hắn ta trở thành tên khát máu. Ngoài ra, một số chuyên gia cho biết có thể tâm lý của Siwe không được bình thường. Câu chuyện về ông kẻ Siwe cũng được dựng thành phim ảnh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều người bày tỏ nghi ngờ về những tội ác mà Siwe đã gây ra. Những chi tiết ghê rợn được truyền tai nhau qua nhiều thập kỷ đã khiến người dân Thái vô cùng ghê rợn, nhưng họ cũng tự đặt câu hỏi liệu đó có phải là sự thật hay không. Một số thám tử nghiệp dư Thái Lan chỉ ra rằng những báo cáo về các vụ án giết người năm xưa khá mơ hồ. Thậm chí có những người tìm lại các bài báo năm xưa và xem xét các bằng chứng và bàn luận trên mạng xã hội. Họ cho rằng trong vụ bé Sombun không có bằng chứng xác đáng chứng minh Siwe ăn thịt cậu bé.
Có khả năng, Siwei được xem là vật tế thần, gánh thêm tội tử những vụ giết người bí ẩn ở nhiều nơi khác. Có hơn 18.000 người đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu ngừng trưng bày xác ướp của Siwei trong hơn 60 năm qua và cần cho hắn ta một sự tôn trọng khi mọi sự thật vẫn chưa được phơi bày. Bên cạnh đó, những người này cũng kêu gọi công chúng ngừng lan truyền tin đồn ăn thịt người của Siwei khi chưa có bằng chứng xác thực. Đáp lại động thái này, phía bệnh viện Siwei đã gỡ bỏ chữ kẻ ăn thịt người và chỉ còn giữ lại tên Siwei. Ngoài ra, họ cũng cho biết đang xem xét khả năng hỏa táng thi thể Siwei sau khi thu thập các tài liệu quan trọng. Hơn 60 năm về trước, Siwei một mình đến Thái Lan, không người thân, bạn bè, dân địa phương cũng không biết gì về hắn ta. Vì vậy, cuộc đời của ông kẻ Siwei mãi là một ẩn số. Hơn 2.000 năm trước, vùng đất Trung Nguyên rộng lớn vẫn trong tình trạng hỗn loạn, lịch sử gọi là thời kỳ chiến quốc. Tần Thủy Hoàng đã mất 10 năm để kết thúc hơn 200 năm loạn lạc của thời kỳ Xuân Thu chiến quốc, lập nên vương triều thống nhất đầu tiên trong lịch sử đất nước này. Từ đó, Tần Thủy Hoàng liên tục có được những thành tựu vĩ đại. Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên sử dụng danh xưng hoàng đế, được lấy cảm hứng từ hai chữ hoàng và đế trong cụm từ Tam Hoàng Ngũ Đế. Ông cho rằng Tư Vương đã xuất hiện từ thời nhà Chu và bị các chư hầu sử dụng tùy tiện, không còn đủ tôn quý nữa. Tam Hoàng Ngũ Đế là những vị quân chủ đầu tiên của Trung Quốc. Theo truyền thuyết, Tam Hoàng được cho là thần tiên hoặc bán thần. Theo sử ký Tư Mã Thiên, Tam Hoàng bao gồm Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng. Theo Vận Đỗ Xu và Nguyên Mệnh Bao, Tam Hoàng gồm Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông. Tương tự như Tam Hoàng, Ngũ Đế theo quyển sử ký Tư Mã Thiên bao gồm Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn. Tuy nhiên trong quyển Sở Từ, Ngũ Đế là các vị thần Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Hoàng Đế, Phục Hy, Thần Nông. Danh xưng Hoàng Đế đã được sử dụng đến hơn 2.000 năm sau. Sau khi nhà Thanh bị diệt vong, vị trí Hoàng Đế không còn nữa nhưng danh xưng này cũng không biến mất. Tuy nhiên, Tần Thủy Hoàng còn đặt cho đất nước mình đang cai trị một cái tên khác mà đến hiện tại hậu nhân của Tần Thủy Hoàng vẫn tiếp tục sử dụng, Trung Hoa. Từ này có ý nghĩa gì và tại sao ông lại sử dụng để đặt tên đất nước? Đầu tiên, Trung trong Trung Hoa trên thực tế có nghĩa là trung gian, trung dung và chính thống. Thời kỳ đầu, Trung Quốc được gọi là Hoa Hạ. Lúc này, vùng đất phồn hoa nhất thế giới là Trung Nguyên. Vì tranh giành Trung Nguyên mà đã xảy ra nhiều trận chiến lớn. Vào thời điểm đó, người cổ đại vẫn đang tin vào thuyết trời tròn đất vuông, xem thiên hạ là một vùng đất hình vuông. Hoa Hạ nằm ở trung tâm, Trung Nguyên và người sống tại đây là người tiến bộ nhất. Xung quanh là vùng Tứ Di, Mang Di Mọi Rợ và các dân tộc Tứ Di không được xem là người Trung Quốc. Tiếp theo, hoa trong từ Trung Hoa tượng trưng cho sự phồn hoa và quyền lực. Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước sau khi lập nên nhà Tần. Ông hy vọng vương triều sẽ phồn hoa và thịnh vượng, quốc phú dân cường, đất nước sung túc, người dân cường tráng, quốc thái dân an. Chữ hoa này còn có thể được sử dụng để thể hiện mong muốn sự tốt đẹp đến với bản thân. Ngoài ra, hoa còn có nguồn gốc từ hoa tư thị. Quyển Liệt Tử Hoàng Đế ghi chép rằng hoa tư thị sinh hạ Phục Hy và Nữ Oa. Sau đó, Nữ Oa sinh ra Thiếu Điển và Thiếu Điển sinh ra Viêm Đế và Hoàng Đế. Chính vì thế, Hoa Tư Thị là tổ tiên của Viêm Đế và Hoàng Đế. Tần Thủy Hoàng đặt tên đất nước có chữ Hoa với ngụ ý rằng ông là hậu duệ của Hoa Tư Thị và là con cháu của Viêm Đế, Hoàng Đế. Đến thời nhà Hán, cái tên Trung Hoa vẫn còn được sử dụng rộng rãi, thể hiện ước muốn của con người về sự thịnh vượng và hòa bình. Đồng thời, họ còn muốn nhấn mạnh danh tính Viêm Hoàng Tự Tôn, con cháu của Viêm Đế và Hoàng Đế.